Đấy. Nhảy hoài. Từ lòng đi. Đổ cái gì? Ăn luôn á. Nhột cái mặt á. Đáng ngồi ăn đây. Thua ngồi đấy khô ăn. Còn khô không? Trời ơi. Đi rồi. Lông mất rồi. Để răng cho con mất rồi. Con khô mày là ngon. Ăn đâu không biết giờ ngồi đó xé chi cho vợ ăn đồ. Chào tất cả cô chú anh em, cái này Nhi mặn mấy cá bự thôi. À, mặn mấy cá bự thôi. Còn mấy cá nhỏ này thì để gì rửa để mà chiên xù. Chiên xù ha. Dạ. Này là cá rô non. Vớt hết cái đông ghê chiên luôn. Dạ thì em vớt ra chứ. Tăng 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 nhảy tăng 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 ta lăng tăng 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 tăng. Nhảy tăng tăng tăng. Quá. Nhảy. Lại đây. Từ anh bớt lửa cho nhỏ lại anh. Tắt lửa luôn đi. Chưa nóng mà. Chưa nóng muốn cháy cái mặt tôi luôn rồi chưa nóng. Nhảy. 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 Trời ơi, con. Nhảy. Nhảy hoài. Từ lòng đi. Mệt quá. Gà này ngộ gì đó. Ai ăn cái gì thì làm đó. Rồi em ăn là phải ăn cho nó đàng hoàng chút. Gì là ngồi ăn luôn hả kiệt? Không hiểu làm sao mà tính kiệt nó có thằng em ăn như ông. Vó tay luôn á. Nhục cái mặt á. Đáng ngồi ăn đây. Ngồi đấy khô ăn à. Còn khô không? Ăn mình ăn chứ chứ hãy chữa trái. Nhảy, tăng tăng tăng, ta lấn tăng tăng tăng, nhảy. Nhảy. Tăng tăng tăng, ta lấn tăng tăng tăng. Nhảy. Tăng tăng tăng, ta lấn tăng 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 tăng, nhảy nha mấy đứa. Nhảy. Ờ, nhảy. Tao kêu trong thao nhảy, tao không có kêu mà nhảy. Nhảy. Nhảy nhảy rồi phải không? Này mình bớt muối cho nó nhớt ra ha. Bên này Nhi làm món mới. Ờ ăn không ngon. Ôi chết rồi. Trời ơi. Đi rồi. Con mất rồi. Để răng cho con mất rồi. Lấy mắt kính cho tôi đeo vô. Rồi 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 ở lông rồi rồi con cá một rồi một con văng xong. Tăng 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 ta lấn tăng 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 tăng. Châu. Rồi mấy con này bỏ quần bên đi. Đánh dậy xong. Nè. Rồi. Là.
Thì sao ông bỏ vô tô cho mà ông cái hờ mà có hả hồng nữa. Mà hốt. Ông bỏ vô tô cho em đi. Con hả? Xé ra miếng nhỏ thôi. Chắc miệng không? Đút vợ rồi coi, xé ra đút vợ rồi coi. Con bụt. Khô ngon. Ăn nên không biết vợ ngồi đó xé chi cho vợ ăn đồ. Ngồi không chảy nước miếng rồi kìa. Rồi nướng hai khô này chắc chưa tới bữa cơm nữa là hai khô này hết luôn rồi. Nghĩ tay nào em ăn được vậy anh? Bữa cơm. Cơm bò. Cơm mệt á. Cơm ta coi không? Bữa nay em mang bảy. Bữa cơm ở đâu đó? Nào, đem ra. Nhà được đi. À. Bất bà đem ra mà nghĩa gì vậy 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 con bằng dễ 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 con chó nè chó rồi đủ mẹ ở trên khen hoài trước nằm cái ao ba cái nó mũ rồi nè mẹ nghĩ anh thử khó bà na nè ba đê nè thằng ba đê con có bọc nhá lấy cái gỗ giùm cho em được rồi ướt nhẹ luôn nhờ nó cháy rồi không ướt được bóp đầu nữa dân coi mình lại cho con cái cho ước mình vô vô không quý đủ quá chặt cục cục kêu à bà na bà đê kéo rồi nó khúc cái đây à còn như là giá cơ ngon bên này ướt nhà tôi đi lấy dùng cục hành chua chỗ phóng chén giùm ơi cho nó đi mấy nhớ này ấy còn quay về cái chạy đi trước còn là chạy trước đủ mẹ xe tới bên ngoài nằm dưới giữa đây mà chạy sao chạy trước được chở bảy mấy cái thằng bà bắn cây chở bảy đi trước còn xe tải ngoài nằm cái bên này sao cho chạy mấy cái xe hàng có bít cả nữa sao chạy chở mộ cho chạy trời ơi chó của ông bảy gì đội cột cái miếng tàn trong cổ về tới nhà đủ ngoài nhảy xuống khi con chó vô nhà ông mẹ rồi đụng cái đỉnh mẹ ông bạn kia đi ăn đi bụng nó nhảy qua bàn này đưa thịt còn da không chân. Còn cái xương không bụng má bỏ lại bà đẩy mới đi ăn như heo vậy chạy nhà nói chạy đừng có bạo lực bạo lực quá ha kẹt biết mặt chưa nói gì quá những cần tới tao đó đã bao năm rồi sao không giận đổi thay mà cứ dăng mặn câu dăng hoài ăn một bàn rồi mình nhảy qua một bàn kia con tay bơm cái cây gì
đem qua đi hả? Sao không xuống không con người ta? Cá còn nhóc hạch chân, liền hạch chân. Không, tại nãy chết không hết. Kè con cá bự nằm dưới mấy cỏ nữa kìa. Chết rồi này. Còn nhúc nhích không? Chết hết rồi. Con còn nhúc nhích ngay gần cái bọc đen kìa ta. Rụm một con đi cha. Đó là chỗ cái bọc đen cái cục đó, chỗ cái ca cái ly mình nhìn lên đó. Mà nhảy xuống lửa đó. Ai kêu ông nhảy? Ông bước đi từ từ chứ con đâu kêu ông nhảy đâu. Chết con quên đó, ông rồi giờ sắc sắc làm biến mà. Quên nữa. Kêu mấy ai nhờ đi cho chồng nữa. Quên. Ai cha, vậy mà còn bọt nữa. Mày chết chuyến này là mày đi, đi đời với tao thiệt nè. Mày sẽ vô đây. Cuộc đời mày tàn như thế liễu. Mẹ chồng tôi không nói gì hết trơn á, nói chuyện rồi tí liễu mới không nhìn gì. Bá biết cô bá cười à. Rồi kẹt ra tay kẹt. Chiên xù. Chiên xù. Anh ra đi, tới em vô em thay đồ chứ anh. Làm xong đi hả, thay đồ. Ừ. Rau gác lùm lum. Ê đi đâu vậy, đi đâu vậy bạn ơi. Ờ quên nữa. Còn là nấu canh chua nữa. Thôi để này em chiên luôn cho. Trời ơi nó lì thiệt á. Ăn cá biển không? Anh bắt đi. Diễm ơi Diễm. Ốc mà làm gì? Ốc này hả, em bắt được ít rồi, còn bắt nữa thì em kho mắm. Anh biết nhà em rồi, em là đậu mắm. Nhà mình mỗi lần là ăn cơm là phải 3-4 món như thế, tính ra nhà em là ăn là hoành tráng hơn nhà anh rồi đó. Không, cái đó để bắt nhiều để dành. Nhà anh là có một món một à? Nhà em thì có cái tật nấu kho hay là chiên thì phải có miếng canh. Có canh ha. Tại nhà rau, có họng, ha. Nhà có họng đứa nào người nào người nấy nó bé xíu à. Được có một cái nó thanh thoát. Cổ họng bé chứ chị nó thanh. Ăn cái nước gì vậy? Nó nhiều quá. Ra múc nước cho tôi đi. Nè, ra chiên, một ra chiên, hai là ra múc nước. Ăn cái đuối không? Chứ tôi đuối dữ lắm rồi đó. Ăn cái đuối nè. Ăn cái đuối rồi. Nè. Có bằng thôi, bán. Sao mà nói cái đuối ở trong điện thoại. Dễ quá, được quá. Trời ơi trời, bà nghĩ sao bà gây lộn với con trai bà đi. Ai rảnh nó mới ngồi gây lộn đó. Rồi kệ sẵn này ngồi chiên luôn đi. Cho con Nhi lặt rau. Con canh gì đó. Không, đánh cá. Đưa cho kệ chiên bỏ qua. Ừ quên nữa. Cho kệ chiên bỏ qua. À. Nè đây ta. Bắt lửa lên. Đổi đi, đổi vô. Ông xuất con cá đó qua đây cho tôi coi. Anh trai. Ông xuất con cá đó qua đây. À, tôi kêu ông xuất đi. Ờ, mày lì nè, mày lì. Tao nói mày biết bao nhiêu lần rồi. Mày lì ý ra thằng chồng tao à. Bắt lửa lên kìa. Rồi đó. Gì? Còn ông làm gì trong nồi đó vậy? Ừ, mày không xạo. Xào cho đều lại. Ủa nãy giờ ông chiên đó hả? Lửa, bắt lửa view lại. Rồi lấy đũa xào. Đũa đó. Ủa nãy giờ ông chiên đó hả? Ừ. Chiên cũng mới mà. Kiệt làm kiểu mới mà. Chiên cái ai cũng coi ông chiên làm. Ừ. Kiệt làm ăn khán giả thích xem. Làm cậu cá không biết.
cái lô nó nước một. Rồi nó có giới. Giới nước một, ai trời đâu có giới đâu. Rửa cá là phải mấy nước chứ làm gì rửa con nước vậy? Nào là phèn rồi muối nữa. Cái này nó không bớt bữa rửa cái nước một mình để dùng chiên nó bớt vậy. Chứ mời cũng chung ăn một con. Ê. Tôi cũng thèm luôn. Gì cô Dung? Cô Dung nói vậy? Làm sao? Cô Dung nói sao? Dù cái lúc một để đến nó chiên luôn cho mình ăn thử con vậy. Thế là ông nói người ta, bà nói người ta. Ừ. Còn gì nãy làm gì được không như cô Dung? Làm gì được không? Hả? Vừa bóp muối rồi bóp phèn cho bà nữa được không? Không được hả? Chơi luôn. Ờ cảm ơn nha. Thôi vậy thôi bà tự vô bà làm đi, tôi mệt lắm. Nãy giờ tôi đợi có nhiêu đó. Ừ. Thôi vô làm đi. Nãy giờ tôi đợi có nhiêu đó. Cái này cá nấu chè hay gì nhỉ? Kẹt. Đường đổ gì dữ hả? Rồi mà vừa. Hả? Rồi vừa nó bóp muối nãy mặn. Đã mặn xuống rồi. Nãy bóp muối rồi, giờ này để đường cho nhiều vô ha. Để cho lại giảm đồng đồng mặn ha. Hay. Kẹt này thả nấu dữ quá. Giảm đồng mặn tí. Có mở một bát thôi. Rồi cái bọc của tôi rồi. Anh trai, lấy cái bọc ở trên đó dùng xuống xem anh. Khỏi đây quẹt đâu, không có quẹt rồi. Ây da. Ủa chẳng là một chuyên nhất tưởng. Ủa để mà giữ nước ngọt thì ta nhậu. Sao mà ngộ quá. Nếu mà mình ăn sạch vậy mình vô vô làm đi. Sao có người ta đi, không có của mình luôn mà mình làm. Rồi á. Mà mình ở đó mà mình khen chê cái vậy, trong khi đó người ta làm cho mình ăn, mình nhậu mà. Mình xiên quá thì mình không ăn thì thôi mình đừng nhậu, mình đừng nói luôn. Ghét rượu đi, mẹ ta chạy rồi giật mình đó. Thì trơn con giật chống cổ. Con tôi thì đụng má, ra tôi quán đó. Ê, bị sao? Bấm tôi hàng bia, sắm tôi đem tài gia trả. Uống tài cổ luôn. Ờ, ghê chơi ghê. Kêu hai lần bia ra uống sáng cho tiền trả hả? Bóng kêu bốn vùng bia đó đem vô đó. Trời ơi, sàn dữ vậy trời. Kêu bốn vùng bia tao ăn dịch đó. Cái này chừng nào mà nó vàng kẹt. Đấy không? Thầy ơi, thả nấu về kì vậy? Nó làm muốn lông bự bà là bãi nè. Rồi thôi, chút xíu nữa Tiến sẽ quay tiếp cả gia đình ăn cơm nghe cả nhà. Tiến chào tất cả cô chú anh chị em nè. Chào tất cả cô chú anh chị em nha.